Thưa quý vị, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đến làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai và các xã thị trấn về hoạt động công thương trong những tháng qua. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn kiến nghị thành phố sớm triển khai kéo lưới điện ở một số khu vực nông thôn. Lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện báo cáo, sau khi thực hiện nâng cấp mở rộng một số tuyến lộ nông thôn đã xuất hiện tình trạng cột điện giữa đường. Bên cạnh đó, có một số khu vực vẫn chưa có điện, các trụ điện xuống cấp thiếu an toàn và các loại dây điện, dây diễn thông chằng chịt đang chéo nhau, đồng thời đề xuất sớm đóng điện cho những tuyến đã thi công hoàn chỉnh. Lãnh đạo Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đề nghị phòng chuyên môn và cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm một số vụ việc. Điện lực Cần Thơ và Thới Lai cho biết sẽ kết hợp với chính quyền các địa phương khảo sát toàn tuyến để ra soát số hộ chưa có điện và sửa chữa duy tu nâng cấp mạng lưới cấp điện, đặc biệt là nghiên cứu kéo điện dược sông nhưng phải an toàn. Đối với các hoạt động sản xuất chế biến lúa gạo, các doanh nghiệp và chính quyền các cấp cũng thống nhất quan điểm nâng cao chất lượng hạt gạo, hạn chế mua bán lúa non để tránh tình trạng tranh mua tranh bán và đảm bảo hợp đồng xuất khẩu vừa với khả năng thu mua chế biến của từng đơn vị.